sân vận động Long An nằm ở phường 2, thành phố Tân An. Được xây dựng từ năm 1979 đến 1984. Sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Tỉnh Long An dự kiến phá bỏ sân vận động này trong thời gian tới để xây dựng một sân vận động mới hiện đại hơn. Sân vận động Cao Lãnh nằm ở trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được xây dựng vào năm 1996. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động An Giang bị phá bỏ vào năm 2021, tỉnh An Giang vẫn chưa xây dựng sân vận động mới, dù đã có dự án từ lâu. Hiện tại các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh An Giang diễn ra trên sân vận động Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang, có sức chứa khoảng 500 khán giả. Sân vận động Tiền Giang nằm ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, được cải tạo vào năm 2008. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Vĩnh Long nằm ở phường 2, thành phố Vĩnh Long, được xây dựng từ năm 1996 đến 2000, với kinh phí 25,5 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Bến Tre nằm ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Được xây dựng từ năm 2009 đến 2014 với kinh phí 135 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Cần Thơ nằm ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Được xây dựng từ năm 1980 đến 1983. Sau đó được cải tạo vào năm 2016 với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Cần Thơ khoảng 30.000 khán giả. Sân vận động Kim Giang nằm ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, được cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Trà Vinh đang được xây dựng tại phường 9, thành phố Trà Vinh. Khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Hậu Giang là tỉnh duy nhất chưa có sân vận động trung tâm và cũng chưa có kế hoạch xây dựng sân vận động trong thời gian tới. Các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Sóc Trăng thường được tổ chức tại sân vận động thành phố Sóc Trăng, nằm ở phường 4, thành phố Sóc Trăng. Sân vận động này được xây dựng vào năm 2015 với kinh phí 6 tỷ đồng, cùng sức chứa 1.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Bạc Liêu đang được xây dựng ở phường 2, thành phố Bạc Liêu. Khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với kinh phí 360 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 8.000 khán giả. Sân vận động Cà Mau nằm tại phường 9, thành phố Cà Mau. Được xây dựng năm 2006, sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả.